Chào mừng các bạn với chương trình Cười Xuyên Tường. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Vì vậy tôi chọn kem đánh răng PS bảo vệ 123. Bớt thêm mấy lần ơi, bớt thêm mấy lần ơi. Dồn dặn vô, dồn dặn vô. Đừng cười, đừng cười cho nào. Sanh bệnh luôn.